Thưa quý vị và các bạn, ông Phạm Phong, một cán bộ lãnh đạo của Liên đoàn Võ thuật Việt Nam, trong con người ông luôn dạt dào lòng đam mê với võ học nước nhà. Ông đã dành nhiều thời gian công sức, vượt mọi khó khăn, mất hơn 10 năm nghiên cứu và viết nên bộ lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên. Tâm nguyện của ông mặc dù còn gặp không ít khó khăn để nhân rộng trong cuộc sống hiện đại, nhưng đó là nền tảng để giữ gìn và lưu giữ những môn võ truyền thống của người Việt, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó cũng là nội dung phóng sự người viết sử võ Việt trong chương trình Nhìn ra tình bạn của chúng tôi hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Văn quan cầm bút an thiên hạ, võ tướng đề đao định thái bình. Võ cổ truyền Việt Nam đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, góp phần tạo nên bao chiến công lẫy lừng trong quá khứ. Kho tàng di sản võ Việt không chỉ là những kỹ thuật chiến đấu đặc sắc, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị võ đạo truyền thống của cha ông. Lòng nhân đạo, vị tha, sự khiêm tốn, lễ độ, tinh thần trung nghĩa. Dòng chảy thời gian đã xóa bao dấu vết của tiền nhân giữa sự bộn bề của cuộc sống hôm nay. Nếu không biết lưu giữ kịp thời, nền võ học ấy đang có nguy cơ bị mất mát to lớn. Phóng sự này là câu chuyện về một con người đã dành cả cuộc đời để đi tìm hiểu, góp nhặt những tinh hoa của nền võ học Việt, viết nên công trình lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên của nước nhà. Mỗi lần có dịp về công tác tại Bình Định, ông Phạm Đình Phong thường về thăm lại quê mình, một làng nhỏ bên bờ sông Côn. Người ta gọi sông Côn là dòng sông võ học. Đây là quê hương của các anh hùng Tây Sơn áo vải cờ đào. Dọc hai bờ sông là những làng võ cổ truyền nổi tiếng của miền đất võ Bình Định. Tuổi thơ ông gắn bó với những làng võ ven sông này, với những miếng võ, đường quyền, những truyền thuyết về các bậc nhân kiệt võ nghệ cao cường, diệt thú dữ, xả thân chống giặc. Sống giữa cái nôi miền đất võ, lại làm việc trong ngành thể thao văn hóa, điều mà ông Phạm Đình Phong cũng như những người tâm huyết với di sản võ cổ truyền Việt rất bức xúc là hiện nay việc bảo tồn phát triển võ cổ truyền gặp rất nhiều khó khăn. Nền võ cổ truyền Việt rất phong phú đa dạng, song do hoàn cảnh lịch sử chiến tranh loạn lạc cộng với quan điểm bí truyền, truyền khẩu bất truyền văn, nên tài liệu sách vở về võ thuật người xưa để lại rất ít và ngày càng mai một. Một duyên may đã đưa ông Phong, lúc này là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Bình Định, đến với những nghiên cứu đầu tiên, tạo tiền đề cho công trình lịch sử võ học Việt đồ sộ sau này. Đến năm 1997 đó, thì tôi được nhà nước cử tôi là làm chủ nhiệm kiêm chủ biên cái đề tài nghiên cứu khoa học về võ Bình Định. Năm 2000 thì cái tác phẩm này được hoàn thành. Nhưng Phong này á, khi làm được vậy thì Phong nó có cái ý thức vì Tổ quốc, vì sức khỏe của nhân dân chúng ta, và quan trọng nữa là coi trọng cái võ Việt Nam trên tất cả các võ khác khi xâm nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta.
càng nhận chân những giá trị của di sản võ thuật độc đáo của quê hương. Trong con người đam mê nghiệp võ này, càng ngày càng hiện lên một niềm băn khoăn lớn. Rõ ràng, một nền võ thuật ảo diệu, những bí quyết tinh hoa của dân tộc Việt có nguy cơ mai một nếu chúng ta không tập trung nghiên cứu sớm. Ông đã đi đến quyết định treo ấn từ quan, từ bỏ cương vị quản lý của một cán bộ lãnh đạo cấp sở mà nhiều người muốn có để đi theo đam mê của mình, nghiên cứu viết một bộ lịch sử võ học đầu tiên của nước nhà. Anh có biết ở đây có nhà võ sư ở quê cái vùng đất này? Từ đó, hơn 10 năm, ông bắt đầu cuộc hành trình lặn lội tìm kiếm, đến với những võ đường, võ sư, những dòng họ còn lưu truyền tài liệu võ thuật, bí quyết võ thuật khắp mọi miền đất nước. Trong những nơi còn lưu giữ nhiều tàng thư, bí kíp võ công của võ Việt, ngôi chùa cổ Long Phước ở Tuy Phước, Bình Định là một địa điểm độc đáo với môn phái võ nhà chùa danh bất hư truyền. Ông Phạm Đình Phong đã nhiều lần tìm về với ngôi cổ tự đã hơn 400 tuổi này, với vị hòa thượng võ nghệ cao cường này, để tìm kiếm tư liệu cho bộ sách lịch sử võ học Việt Nam. Vì với ông, đây chính là một thư viện, một bảo tàng sống về lịch sử của những làng võ sông Côn, một tàng thư lưu giữ nhiều bí kíp tuyệt đỉnh võ công, võ thuật Bình Định. Do đó mà nó bành trướng mạnh thì cái võ mình nó phải teo tốt lại. Trải qua 13 đời trụ trì, các vị đứng đầu võ phái, trụ trì chùa đã dựa vào các bí kíp tuyệt kỹ ấy mà truyền thừa lại cho các thế hệ đệ tử. Trên bước đường nghiên cứu, ông Phong cũng gặp không ít nỗi buồn. Có nhiều trường hợp, có những dòng võ nổi tiếng, gia tộc võ nổi tiếng, khi ông Phong tìm tới, khi người biết võ cuối cùng đã qua đời, tài liệu võ gia truyền cũng không ai còn biết nội dung nữa. Họ còn cất giữ nhiều cái bảo bối, nhiều cái sử liệu về võ học. Cho đến khi đến chúng tôi trao đổi, nói họ là cho chúng tôi xem, thì họ cứ khẳng định rằng là cái đây là không có võ nghệ gì hết. Vì mấy đời gần đây là không ai biết võ, cho nên là chắc chắn là không phải võ, mà cái đây là chỉ là cái gia phả thôi. Nhưng mà chúng tôi khẳng định rằng trong đó là võ. Cho nên là khi mà thuyết phục được thì mở ra thì đọc cho họ xem, thì cả cái dòng họ như vậy là họ đều là bất ngờ hết. Vốn không phải là người được đào tạo để trở thành nhà nghiên cứu, ông Phong không chỉ gặp khó khăn về tư liệu mà còn phải tự học hỏi rất nhiều về các kiến thức lịch sử văn hóa để hoàn thành công trình nghiên cứu chưa có tiền lệ này. Nhưng càng nghiên cứu, ông càng nhận ra nhiều điều hay, nhiều triết lý sâu sắc mà cha ông gửi gắm trong từng đường quyền thế võ. Trong các cái cấu trúc mà của cái bộ Trường Thiên Võ Nhạc này thì nó gồm có rất là nhiều cái hồi, nhưng mà đặc biệt không có cái hồi Lưu Quân, mà chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là nhà Tây Sơn là một cái quân đội mà bách chiến bách thắng, chỉ có biết tấn công và tấn công để tiêu diệt kẻ thù. Sống giữa Sài Gòn, một thành phố đông đúc nhất nước, nhưng trong những năm dài thực hiện công trình cũng có nhiều lúc ông Phong thấy mình mệt mỏi và cô độc. Nhịp sống hiện đại ngày nay với bao nhu cầu bộn bề đang cuốn mọi người, đặc biệt là giới trẻ, vào việc học hành kiếm sống. Ít người mặn mà với những giá trị truyền thống. Bao nhiêu tinh hoa của nền võ học nước nhà đã bị lãng quên trong sự vô tâm của hậu thế. Có những lúc là chúng tôi nghĩ rằng là muốn bỏ cuộc, có một cái gì đó cứ thôi thúc mình, làm cho mình cũng như rất là dằn vặt, rất là luôn luôn là nó có nhắc nhở mình là bây giờ phải tiếp tục, không được bỏ cuộc.
Đó. Thì tôi mới khấn nguyện với tổ nghiệp, khấn nguyện với các bậc tiên đế là phù hộ cho tôi là được khỏe mạnh, được bất bệnh để tôi tiếp tục hoàn thành cái tác phẩm này. Năm 2012, ông Phạm Đình Phong hoàn thành việc biên soạn cuốn sách Lịch sử võ học Việt Nam. Lần đầu tiên, lịch sử võ học nước nhà có một công trình hệ thống hóa các tinh hoa về võ học, võ đạo đã là nền tảng, chỗ dựa cho các phái võ Việt thăng hoa trong quá khứ và hiện tại. Tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt của Bảo tàng Quang Trung, cùng các võ sư lão thành của miền đất võ, ông đã thành kính dâng lên bàn thờ những người anh hùng Tây Sơn công trình lịch sử võ học Việt Nam, như muốn nhờ các anh hùng dân tộc chứng giám, phù hộ cho tâm nguyện góp phần bảo tồn, chấn hưng, nâng tầm võ Việt. Ngoài sự mong đợi của tác giả, công trình lịch sử võ học Việt Nam ra đời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo độc giả. 1.000 bản in chưa kịp đem ra nhà sách đã được các nhà nghiên cứu, các võ sư, võ sĩ và những người tâm huyết với di sản võ cổ truyền dân tộc tìm mua hết trong thời gian ngắn và tái bản ngay trong năm sau. Tiếng vang của công trình còn thu hút sự chú ý của nhiều người học võ Việt, quan tâm đến văn hóa Việt trên thế giới. Ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục về người viết công trình lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên và Trường Đại học Kỷ lục Thế giới trao tặng bằng tiến sĩ danh dự vì những giá trị văn hóa to lớn của công trình. Công trình với cái độ dài như vậy tất nhiên chưa thể đầy đủ, nhưng đó là công trình lớn. Bởi vì từ trước tới nay chưa có một công trình nào mà giới thiệu một cách có hệ thống như anh Phạm Phong đã làm. Có lẽ cuốn sách đã hoàn thành nhiệm vụ của một tác phẩm khởi đầu cho sự nghiên cứu có hệ thống về lịch sử võ học nước nhà. Nhưng đó chỉ là một phần trong ước muốn của ông Phong. Hàng ngày, ông vẫn đến các trường đại học, các trung tâm võ thuật lớn của Sài Gòn để truyền bá tinh hoa võ Việt cho các sinh viên, các võ sư, võ sĩ, các môn phái khác, trong đó có nhiều võ sĩ nước ngoài. Và cuối cùng đọc vào thi hiệp nó, thì chúng ta phải rút cái ngựa này lên. Đưa cái gói này ao lên. Hôm nay thường rất là may mắn được thấy được những cái đòn võ cổ truyền mà nó là nguồn gốc của mình hồi xưa. Anh Phong cũng muốn duy trì cái võ học Việt Nam và chị cũng vậy, thấy những cái đòn thế võ học Việt Nam rất là hay. Hơn 2 năm nay, ông Phong đã lập dự án và đang kiên trì vận động Bộ Giáo dục Đào tạo đưa võ Việt vào dạy trong trường học, nâng võ Việt lên tầm quốc võ. Công trình của anh Phạm Phong cho dẫu đây là sự khởi đầu thì theo tôi đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Và cho dẫu là sự khởi đầu thì đây là một sự khởi đầu đầy trân trọng mà không phải riêng ở trong nước mà thế giới đã thừa nhận. Mình sinh ra lớn lên trên đất nước này mà mình có cái may mắn là mình làm trong cái ngành văn hóa, thể thao về võ này. Mình thấy được những cái sự vĩ đại, sự đồ sộ của cái võ Việt mình như vậy. Mà bây giờ mình làm ngơ, mình... vì cái vấn đề này, vấn đề khác mà mình coi như là bỏ cuộc, mình không làm. Thì thật ra là mình rất là có tội. Không những là có tội với tổ tiên, với dân tộc mà mình còn vô trách nhiệm với người đời sau. Điều mà ông Phong luôn tin tưởng và tâm đắc là con người Việt Nam có tiềm năng rất lớn về khả năng võ thuật, có một truyền thống thượng võ oai hùng. Bằng công trình của mình, người viết sử đầu tiên của võ Việt như muốn nhắn gửi: mọi người Việt hãy góp phần bảo tồn và phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, để sức sống mãnh liệt của truyền thống võ thuật ấy vẫn chảy trong đời sống hiện đại, góp phần cùng dân tộc bảo vệ chủ quyền đất nước và vươn mình ra biển lớn.